we're back. The last great video we did with the five different sauces. Well, today we even went deeper. We can do three different kreung. Kreung. Kreung is the special ingredient you use for all this authentic cooking. Yeah. In Bopak, we will step by step and show you how to make kreung number one, number two, and number three, mm-hmm. which consists of what do you eat this with? This is our... This one with kreung sakko, celery. Yes. And number two... And chicken curry. Chicken curry, that's a kreung. And kreung number three is with... And slaw kti. Slaw kti. Slaw mechoo kti. Yes. So stay tuned. She'll take you step by step and show you how to make all the special kreung. And then in the future, we'll reference to this video here. Those of you want to know what type of kreung she need to use and how to cook it. That way we don't have to waste time and go and show you every single time we cook. So that we say, hey, watch this video, look at number one, number two, and number three. Alright, so stay tuned guys. We'll take you there. Thank you. And those of you who have not subscribed to our YouTube channel yet, please go and push the subscribe button. That way we'll bring you more video in the future. Thank you so much. Welcome to Bopak Kitchen. Today we don't have any food, but we have three different things. Three different things, okay? Alright, so the first one, what's in the first one, honey? The first one is the slaw mechoo kreung. Alright. Okay, because there's so many different type of kreung, so we're going to go over three of them for you guys. Mm-hmm. And the second one? Second one is slaw chicken curry. So making curry, and there's other meals too that you can make with curry, this, right? Yeah. That's the main thing? Yeah, okay. curry. Any type of curry food, okay? And then the third one? Slaw mechoo kti. Alright, slaw mechoo kti, and then I'm sure there's other meals too that go with it. Yeah. We'll definitely take you step by step and show you how to make all three of these kreung, so that way it'd be easier for you in the future when you make any authentic Cambodian food. Yeah. Especially คนเอ่อคมิ้งๆอัดดังนะอึ้งจังบ่าวดังให้คือซอมจูเครื่องมีสําหรับเครื่องหมกๆนี่คือมีใส่คลาจ้าอึ้งจังนี่ខ្ញុំនឹងรายปรับปรับឥឡូវនឹងจ้าទី 1 จ้ามีสําลอច្រើនយ៉ាងទី2ឆាគ្រឿងទី3ខួគ្រឿងទី4សឡកកោ Alright so ហើយនឹងសាច់គោអាំងមួយទៀត Ooh nice alright ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្នាខ្ញុំត្រូវរៃរ៉ាប់ប្រាប់ស្លឹកក្រូច lime leaves ហើយនឹង Is that galanga? ដេងដេងចាំផ្លេច Alright ខ្ទឹម Okay garlic ល្មៀត Okay ហើយនឹងស្លឹកគ្រៃ andlemongrass ចា៎នេះប្រហុកណាយើងស្លាប់ស្លោមជូរគ្រឿងប្រហុកចា៎ Okay fermented fish ចា៎ហើយនៅខ្វះមជូរអំពិលកុំភ្លេចមជូរអំពិលណាពេលយើងស្លោមជូរគ្រឿង Yeah this is a good seasoning mix right here tamarind seasoning mix បានតែស្លោមជូរគ្រឿងនេះដាក់មជូរអំពិលណាទៅមកខួគ្រឿងគេដាក់បន្តិចបានហើយចា៎ហើយឆាគ្រឿងក៏ដាក់បន្តិចដែរហើយសាច់គោអាំងអត់ដាក់ទេប្រហុកក៏អត់ដាក់អឺមជូរអំពិលក៏អត់ដាក់គឺប្រឡាក់គ្រឿងសុទ្ធជាមួយម្សៅស៊ុបមន់ស្អីស្អីចឹងទៅចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមហើយហឹកក្រូចចាលឹកក្រូចយើងត្រូវហាន់ណាយើងបត់មកពួកយើងមានសិនកិនណាអាចបុកក៏បានខ្ញុំមានត្បាល់បុកដែរចាតែខ្ញុំអត់បុកទេខ្ញុំចង់កិន Okay so you have to blend it instead of mash ចាចាទុកមកណាអូនណាបងបងបុកផាបរិញ្ញធ្វើគ្រឿងសឡមកជូរគ្រឿងកកោឆាគ្រឿងនេះគឺគ្រឿងនាំគឺគ្រឿងលេខ1ចាសម្រាប់ស្លចាយើងដាក់ចូលមកហើយនេះខ្ញុំសុំចូលមកចាហើយ complex ទឹកណាយើងត្រូវដាក់ទឹកដែរមកវាកិនទៅបុកក៏បានដែរគេមានបាល់បុកដែរណាតែខ្ញុំចង់កិនល្មៀតហើយសំស្ក្រៃចាប៉ុណ្ណឹងឯង powder is called turmeric powder that's what that is here the ចាដាក់ទឹកមកចាអាបើមានសិនធំកាន់តែស្រួលតិចដែរចាខ្ញុំអត់ចាំប្រើធំអឺអានេះប្រហែលទៅរួចអត់ទេជាមួយសិននេះជាស្លោមកជូរគ្រឿងគ្រឿងនេះសម្រាប់ស្លោមជូរគ្រឿងតែកោអានចាឥឡូវគ្រឿងខ្ញុំបានហើយហើយគ្រឿងស្លោមកជូរស្លោកកោគឺហើយហើយកកោកុំភ្លេចណាអាចមើល YouTube ខ្ញុំបានណាពេលស្លោចាឲ្យខ្ញុំឲ្យកិនតែគ្រឿងទេចាឲ្យដឹងតែគ្រឿងទេលេខ1បានហើយហើយឥឡូវចូលដល់លេខ2ម្ដងគឺគ្រឿង
curry, yeah. Okay, number two. Yeah. So this is for curry and so on. Chicken curry. Alright. Mate ni, vi cream na. Kom plek mate khom ni. Yeung tau tau store kem ko mien Walmart ko mien. Hai ne khnyom ban tram ruy hai. Yeah. So you soak that dry peppers, yeah. Chili peppers. Yeah, khnyom ban tram ruy hai. Chang khnyom dok chang hai na, pu khnyom tram ruy hai. And how long you soak that for? Ani pa hai tong 10 nati ai. 10 minutes. Okay. You want to soften it up a little bit. Yeah. Chang yeung dak chuk knong ni da ne msin na. Just put right in the blender. Slaw curry yeung bơ chất nhom với nhom cân đạ chô tụng ơp đao ai nưng bơ ôn ơ chế ha. Krương cân ni ta muay tê đuôi slaw mà chú đai, number 1 đai. Pun tae vi miên curry, vi miên ktích đong cha, đuôi ta khnia tê. Ok, 2, 2 khang nó 2 khang ni sa. Ấnchăng nưng khiem đạ nhom cân mà tê cơ hòm mà tê ni chô khnia tụng ơ na slaw curry. Is that turmeric powder right here? Yeah, that's what she just put in there. Turmeric powder. Basically almost the same stuff there. Garlic. Garlic. Was that garlic in galangka? You put galangka in there. Yeah. Okay, nice. Okay. Number one day. Similar to number one, what but what's different? Different is give me a take home. Okay, so this is the main difference right here. Yeah. That pepper. Hi, krung kari, slaw kari, yum slaw ban slaw rui hai. I chose the YouTube yum ban na. Yung còn là thơ cương chân tầng. Yes, we already have a video that we did this method earlier before that you guys can backtrack. Bởi yung mình chọn đặt ở một tê của hôm cần xem ấy chăng á, nhưng đặt tại chỉ mui của bạn đây được kia vô được cha chỉ mui kia tới cha. Nãy cầm phơ easy mình tên ao. Okay, lemongrass. Hay tức nhưng đặt ở. And add water. Bọc của bạn đây nhá. Tại khi mà đại bọc tê tăng bị chè slo màu. Nhưng mà chưa chật bọc. Slo cà ri này được khâu khi mà tê cả hôm. Tại nên trường tra làm chà. Trường mùi mùi khóc khóc khi tê cả hôm. Trường number 2. Cứ slo cà ri. Món slo cà ri tia slo ấy các bạn đấy. Trường trông cương tra bàn tầng ơ. Okay, you notice the color is different than the first one. So this is krung number 2. Yeah. And then krung number 1 is yellow. Yeah, ឥឡូវ យើង គិត នៅ krung number 2 វិញ. Okay. ខ្ទឹម នេះ សម្រាប់ យក ដប់ យក ទៅ ឆា. Okay, that's when you stir fry. ហើយ នេះ យើង អាច យក ទៅ ដុត ក៏ បាន អាំង វា ឲ្យ វា នេះ អា នេះ គេ ហៅ ឈើ អែម ណា. Okay, so cinnamon stick and then star anise. ហើយ អា នេះ យើង ចិត ឲ្យ ស្អាត ទៅ. Yeah. យើង យក ទៅ ឆា ជាមួយ ទាំង អស់ ហើយ នេះ កាពិ ណា. កាពិ យក តាំង តិច តិច បាន មក សម្រាប់ ព្រៀប បាយ បាន ហើយ. So this is like shrimp salt, shrimp sauce too. Got the beef. Mặn cái bán đấy. Miên cốt mặn đúng không? Hai đít đồn, prau một cặp bông từ. Bà chung thơ tích, prau cả là cặp bông si song. Curry paste, right? Yeah, đít cương viên này. So that's what you use when you make curry and all that good stuff here. Cương number 2. Yeah. Okay. Chà, lỡ đít đòn sờ lọt tí. Chà, sờ lọt tí đòn hái. À lỡ cương được miên tuổi tọt tới. Okay, cương number 3. Miên tay cả hóm. All right, yes, the same one. You soak that in water, just like krung number 2. Hai mean slak roj. Okay. Hai plai vi kai mean kchiei. Kchiei, okay. Kchiei nó kư slak pa hơ, slak kti chmui khnia. That's what our last soup we made. Ja, hai nung ktem, ndeng, kalangka, yeah. Slak krai, hai nung lamiet. Lemongrass. Hai komplek na mean hok na slak kti na, hai nung dong. Fermented stinky yummy fish. Ja. Coconut milk. A lâu ni ma teh ni. Khnyom ban tram ruy hai. Yes, right. Two, okay. Chân kim tóc mà chị hiên sân. Hai ấy cả khi em ở clean krương vía té, mau pi ở mạng tẩm muối chả, việc kho tạc chì muối ấy, krương mà dứt đăng tích nách slo á, miên đặc chì slo slo tí á, miên chì ấy chả. Okay, so that's. Cả nó krương cân được khnia té. Alright, so that's the difference there is that one piece. Chả, nếu là đặt mà tê mà tiệt. Slok tí dương đặt lạnh phần nát đặt phần nâng trong ban cỏ hôm đặt cỏ hôm trong ban pour color còn bật tham mình trong ban bật tê tê nhưng ai đặt ta phần hết ba này tại không đặt ai tầng o ai cột tầng o bật tham mình chưa chơi mà tê nhưng ai đặt ta phần hết ba này được kia chà đến tấm chà hai nước chì đấy cứ ấp chào tê slok tí rồi tầm mình chì tức nó bị chóc tầm mình chì đấy. Thơ mốc ở miếng chì đấy. Chà, sao ta chì, slo tức nâng của chốc chì, mốc chì,
lọc chi chi gì chẳng ổn ổn đang nói nát nhầm thưa ai mờ hai phu nhầm ổn ổn cô nhầm tê mà xua chả ăn pê chẳng ai thôi cương đạo ai mờ và đạo ai tơ chẳng phải chồng nhầm ấy dương tinh đã sạch máu cân cương máu hai bạc dương đơn cương ở hai trà sầm rập ổn ổn tè ập đắng á nhầm xăm thám nhầm plek đá á to tặng quay rôn nực chà hãy đặt cương máu lemon grass. Oh, đặt lạc cây máu. Lạc cây. Chà. Then water. À, xong tất máu. Bọc cái bát này mình tự bọc đây nó để khi bọc bọc tê chà. Water is about a cup of water. Chà, đặt máu đặt tới cái cân ở tới cân châu. Chà, cô khi phải cân ở này cô việt trà này ăn được tùng chứ. Ok. Chà, lâu hai hai. It is done. Chà, hai cái kêu đôi kia té, đôi kia té, mau pi kia cái miếng kêu cái này đài. Chà, cái miếng cái pi. Tại mỗi nít kì mình phải học nâng đồn. Chà, phải học kia chả ơn á. You use fermented fish and coconut milk. Chà, nè. Alright, grung number 3. Here we go. You notice the same color as grung number 2. Ủa, nít vì mình kia chì. Yes. Dạ, yeah, nít ọc kia chì. Chẳng bằng cái hào sọ tì. Chà, chẳng grung lọc bọn nít kìm hai hai. Nít kìm đứng slow ai mờ. Cần thả đạc mà hộp sẽ kìm bằng thơ ai mờ nâng á. Yes, we can give you some sample. Next. So complete nè, kêu number one, number two, number three. Chà, chẳng hai hết. Sầm lo, tì muối, kêu sầm lo mà chú, kêu sạch cố celery. Yes, and this is for kêu number one. That's what we use for. Complete nè. Remember, fermented fish, and this tamarind seasoning mix. Chà, sầm lo, vì ăn miên thơ sầm lo mà chú, kêu cha kêu. Lạ sạch cô ăn Slo cổ cô Khua cương chà Cứ cương nó tặng o chà Chà à lớn ní curry Chicken curry nhóm ăn hai hai Okay and that's for cương number 2 Chà Chia slo curry chà Dân ạ Đạ sạch cô của bạn Khua cô của bạn Bạn tặng o hay chân Chơi mơ tạm nâng hơn á chà. Okay that's for chicken curry Green, red, yellow curry Pink curry Whatever chà, curry you want mô, chà. That's what you use Tụng number 2 for Okay guys chà. Not number 2 is in a bad way but number 2 is in krung. Lock ting ne khom ban hai hai. Chang chni chruk cha chang chni chruk chang ngan na. Complex na ke chi ko hom na. Basil. Basil, okay and that is for krung number 3. Ah mien ai te mien da phop ti hai nang doich khom ken krung chang cha. Hai palai yeung chou chot ai dak nang te. Cha. Ta pan hai. Hai complex na phai ai po complex ni sai ban no. Yes, all right. Chang cứ kêu nhom tiếng bay ban hai hai, xong complete thôi nhom hết xong chui follow YouTube này nhom phong, hay chui subscribe này nhom phong đồng ban tập tour video thay thay tiết cha, xong ăn cơm chăn cha. So I can come and eat with you, so we can video both of us. So wait for me. Okay. I'm back over here. We are ready to eat. So anyway, we hope you guys enjoyed watching the video. Hopefully, Bopan made it simple stuff for you, step by step. Yes, and I'm gonna taste. This is grill number one. Yum, yum, number three, my favorite. Okay, grill number one here is beef with celery. You know, celery is healthy for you. The cool kaban. Spay wing các bạn, spay chicken các bạn, spay egg các bạn, đặt slaw bạch chu bạn tặng ơ. Wow, smells so good. Chà, lúc chung nhằm number 3, slaw tí, và lại cục ngốc, chứ ăn chân đi chú, chà. I'm gonna try them all. You guys are welcome to come to, you should have plenty left over here. But anyway, so, oh yeah. Hay bà slaw bạch chu tí quên nha bóng, complex. Hai basil. Hai basil. Chà, nhưng mà đăng tí không đăng là chi cả hóm. Wow. Yeah. So, grung, it seems very difficult to make. So just make sure you follow step by step. I hope Bopai explained everything to you.
Any questions, comment below. We'll be happy to answer those questions for you. It is so good, guys. I love it. So clue number one. I'll try number two too. Number two is chicken curry. Chicken curry. Mm-hmm. Wow. Look at that. So you do like green curry to match your shirt, mm-hmm. orange curry, red curry. I don't think there's a pink curry yet, but anyway, those of you out there, any kind of curry you want. So this is chicken curry, huh? Yeah. With carrot. Yes, like lot with pork curry. Oi, the green curry, sạch curry, plau curry, for man all. You know what this is, guys? Yeah. Chicken feet. Chicken feet curry. You can do anything you want. Okay, try this out. Oh man. That's my favorite one. I gotta try that too. Wow, so good. Cái salon này phải chăm tới cô chứ. Mm-hmm. Tí mua cho làm chút rướng, dân tự nhằm nó còn chút rướng. Tí phí cà ri chà, tao nát cà ri. Tí bay cho làm chút tính cho mình thức, tí bay nâng chà. Ờ, xong tô. Ờ, rướng bay nâng chà. Rướng bay nâng xong rạp, lo phải chăm tới cô là biết không ai dân chà. Mai dân chưa chết nằm hộp nâng, ọc chào tê. Chắc không thơ rướng nâng xong rạp, ôn ôn, tôi côn cái nhóm ọc đừng. Chắc là nước chạy chiên sạc mòn chạy ấy. Tàng người YouTube nhau màu. Chà, chân ôn ôn trong thơ ấy sẽ lo một chú cương ăn sạch cô ăn ấy cứ nằm ở vòn á. Và trong thơ cử đi sạch của cô của ấy nằm ở thư. Yes. Và trong thơ một chú tí nằm ở trì. Hai nâu nâu tất nông chốc ở cao chết chà. Cương nông chốc ọt khóc hết bỏ má nữa chà. Yeah, there's other cương out there, but these are the three main ones. Yeah. I'm sure we can do more video of show you more sauces and so on too and cương and produce more here in the future. Is that too? Wow. So let me try grill number three here. Oh, so good. Right here. Yes, honey. Ooh, this is so good, guys. Number three. One spoonful or number three, okay. Just kidding. Oh, wow. Also, this is with pork rib, huh? Mm-hmm. Pork rib and pineapple. Ngon na. Mmm. Mmm, so good. Great. Don't taste. Wow. Mmm. Pork rib. Mmm. Mmm. Ngon nhá. So good, honey. Nhóm rạc hai. Bởi vô ra sạch tí ô nó cứ chân ngành. Nhóm slog luôn anh tăng bình nơi khuyên khuyên chà. Nhóm chạy khúc lại bọc nâng du hai. Chà. Nhóm khúc rò đo, khúc ọt lấy tê. Slog khúc tăng bình dụng mấy chân nàng. Chân là lớn ít khi nông ca chìa nè khúc hai nập nông YouTube. Chà khi xong ọc con bọt 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 tăng ọ. Tại bán good comment xong rạc nên khá Yes, those of you who, you know, the younger generation, I mean, I don't read or write. I came to the United States when I was like 6 years old, but I do speak Cambodian fluently, but I'll try my best to speak in English and write all the little words here and there for you. And so Bopa try to make it easy for you guys too. So we do appreciate you watching us. If you did like the video, please go ahead and smash the like button. And those of you who have not subscribed to our YouTube channel, please go ahead and push the subscribe button. That way we'll bring you more video in the future. And so we hope you enjoy the video, guys. Yes, there's so many. I better definitely hit the gym here after eating all this. Anyway, guys, thank you so much for watching. Akun lihai, jirip lir, and sayonara. Bye bye, jirip lir chan. Yes, goodbye.